xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá Sportlet quận Tân Phú để cùng theo dõi những lượt trận đầu tiên của giải bóng đá nội bộ kỷ niệm 9 năm thành lập FC Sơn Kỳ 2. Rất khéo léo và xử lý của anh Hải Bé. Đường xỉa bóng, cơ hội và những điểm không thành công của pivot bên phía đội bóng tiền mục, đội bóng áo vàng. Rất hay, cơ hội vẫn còn, cú dứt điểm. Đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn. Hải hảo hảo của đội bóng áo vàng, cơ hội vẫn còn, quý què. Trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ vàng, pha phản công, Hải Bé không vào, vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền mục. 1-0 và làm bàn là của anh Chinh Trịch. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống dứt điểm của anh Hai Bé và nỗ lực cứu thua của anh Tâm Gara, nhưng cú dứt điểm không vào và là trận khá nguy hiểm của anh Naka Nhắc, nhưng không có được bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn. 2014 và 2023 của câu lạc bộ FC CK2 rất bất ngờ, một điều một pha bóng rất bất ngờ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn, và họ đã có được cho mình bàn thắng gỡ hòa. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha bóng này, một pha bấm bóng của anh Naka Nhắc và người đánh đầu thành bàn đó là vị trí của cầu thủ áo số 0, vị trí của anh Tâm Gara, vị trí của Chinh Trịch. Một pha cắt bóng rất chủ động đường truyền, không được, đó là Long Cô Cô. Vẫn còn một pha bóng rất nguy hiểm của Tuấn Mập, cơ hội vẫn còn. Rất may lúc này thì quả đá biên nó đang dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn. Cơ hội Tuấn Mập, cú dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân trái, suýt chút nữa đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng tiền một. Tình huống mà suýt chút nữa anh Cường cầm cự đã mắc sai sót, nhưng rất may là anh vẫn làm chủ được khu vực vòng cấm địa của mình. Anh Naka Nhắc phản trọng dành cho anh Naka Nhắc và chỉ có khá hay đường xuyên cùng hai không vào. Pha phối hợp rất hay của các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn nhưng không có được bàn thắng sau pha dứt điểm của Hiền Trọng. Pha phối hợp y bài sang năm của các cầu thủ bên phía đội bóng tiền bốn, nhưng bóng đã trôi hơi sâu một chút. Cơ hội phản công, Hải Bé cú dứt điểm không vào, vẫn còn không vào. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ tiền một. Người kết thúc cuối cùng đó là vị trí của anh Tuấn Mập. Pha ra chân của anh Hải Bé đưa bóng đi đập cùng dọc, bóng ói ra và đó là pha dứt điểm bồi của Tuấn Mập. Đánh đầu không vào. Pha dứt điểm từ xa không thành công. Anh Cường cầm cố. Vẫn còn cơ hội, cú dứt điểm không vào. Và chiếc búa giày rất căng. Một tình huống ra chân rất bất ngờ của anh Quý Què và xuất chút nữa nó là mang về bàn thắng thứ hai dành cho team 4. Vẫn còn Phương Lưu. Và trận đấu giữa team 1 và team 4 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.